Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hoa luôn nhá. Tiếp tục các video thì ngày hôm nay bên em sẽ cập đến 5 chiếc đẩy của dòng chính hãng STC phiên bản D1000 hai uh, 1200 và đây là phiên bản nâng cấp cực kỳ là cao cấp luôn các bác nhá. Ok chưa? Thì đầu video tất cả các bác xem video hộ xin một like nhá. Đặc biệt ngày hôm nay sẽ một mức giá rất tốt tất cả các bác với những dòng đẩy 4 kênh STC bên em và phiên bản này nâng cấp dành cho các bác làm sự kiện này, kéo kéo các gia đình thực sự là đây một mức giá đến thực sự các bác báo giá tất cả các bác rất ngỡ ngàng luôn em sẽ báo giá đầu video luôn cho các bác và em sẽ giới thiệu chi tiết các bác nhá. Và ngày hôm nay em có 5 chiếc đẩy của ETC cập bến là model là D1200 và con này công suất 1.200W trên một kênh các bác nhá. Giá của em bao sập sàn tất cả luôn các bác nhá. 6 triệu 200 000 bên em bao ship nhá. Số lượng chỉ 5 chiếc, xin phép công ty là bán 5 chiếc đầu tiên. Ok chưa? Xin phép công ty bán 5 chiếc đầu tiên để bán chiến tất cả các bác mới mức giá và sắp tới bên em sẽ về rất nhiều và sẽ quay lại một giá gốc không có giá là là 6 triệu 2 các bác nhá. Ok chưa? 1.200W trên một kênh và con này sử dụng mặt phanh nhôm các bác nhé, Rất đẹp luôn. Hàng chính hãng ETC bên em bảo hành sẽ bác 25. Ok chưa ạ? ETC model phiên bản là D1200 200 à, màn hình 3 inch hiển thị LCD. Ok chưa ạ? Báo nhiệt độ này, báo vô này, báo DB này. Tất cả luôn và báo tín hiệu luôn các bác nhé Rất đẹp luôn và 4 kênh. 1.200W trên một kênh các bác có thể là sử dụng đánh một cặp loa full 40 của kênh rất là ok luôn. Đặc biệt phiên bản ngày hôm nay sẽ nâng cấp là như sau ạ nguồn của nó tất cả các bác nhá. Nguồn của nó em bao cam kết các bác nguồn to luôn. 19 20 cm. Ok chưa Sử dụng trước phiên bản trước là chạy 16 tụ đồng nguồn, phiên bản này là 24 tụ đồng nguồn. Đấy, 2 4 6 8 10 12. 12 tụ đồng nguồn trên một bên. Chạy của nó đồng tất cả là sò trường là JVF các bác nhá. Sò trường là JVF. Rất khỏe ạ. À? Con này sử dụng mạch class được chưa nào? 24 tụ đồng nguồn. Và cam kết các bác hàng đẹp chất, đúng không ạ? Bảo hành đến tận 25 nên các bác rất yên tâm nhá. Ok chưa và con này sẽ có uh, chạy tất đầu một thị trường và bù áp rất khỏe luôn sử dụng mạch rất và phía đằng sau của nó sử dụng tất cả rắc chuyên nghiệp các bác nhá rắc lưu trích này đấy rắc tín hiệu đầu vào các đồng in out này sử dụng là đánh chế độ 0,75V này đến 1,44V này chế độ gạt kênh vray shitter và parallel đầy đủ hết các bác nhá hai quạt gió đằng trước và hai quạt gió đằng sau và em khẳng định tất cả các bác luôn cái giá này ngoài thị trường giá cực kỳ sốc luôn các bác nhá giá này ra ngoài thị trường giá cực kỳ sốc luôn Ok chưa Và ngày hôm nay bên em sẽ có 5 chiếc bán chiên tất cả các bác Được chưa nào 5 chiếc bán chiên tất cả các bác với mức giá rất tốt nhá Bác nào chốt đẩy là nhắn tin với em ạ 6 triệu 200 nghìn các bác nhá 6 triệu 200 nghìn bên em sẽ bao ship này Bảo hành các bác 25 và tặng kèm các bác 4 giây tín hiệu cao đông đi Và tôi đẩy ra không nhá Được chưa nào 6 triệu 200 nghìn bên em bao ship bảo hành tất cả các bác 25 Các bác nào chốt đẩy nhắn tin này Chốt đẩy ETC 4 kênh nhắn tin vào số điện thoại với em 0352 910999 nhá các bác chốt đẩy comment tin nhắn các bác nhìn là chốt đẩy bốn kênh NTC nhắn tin qua số điện thoại giúp em ok chưa ạ các bác nhớ xem video hộ hoan hỉ ủng hộ xin một like nhá đây là em bán chiên tất cả các bác năm chiếc đầu tiên và xin phép công ty rồi một mức giá rất tốt giá này em cam kết tốt nhất thị trường luôn ok chưa ạ sáu triệu 200 nghìn một chiếc đẩy bốn kênh của chính hãng NTC này hàng chính hãng đầy đủ các bác nhá ok chưa ạ cam kết bảo hành các bác hai năm và tất cả các bác nhìn này nhìn mặt đồng hồ hiển thị ba uh, 3 nhỉ LCD quá đẹp luôn hiển thị DB này đó oh, ok chưa hiển thị DB này đó và chế độ là báo nhiệt độ luôn các bác nhá báo nhiệt độ luôn con này sử dụng mạch hắt nên chất âm của nó em cam kết các bác không ai giảm với giúp em luôn được chưa nào riêng em bắn đẩy không cần phải cọc luôn đặc biệt năm trước này các bác chốt nhắn tin cho em nhưng các bác đừng đặt hàng bó men mà được nhé năm chiếc đẩy duy nhất đầu tiên giá 6 triệu 200 nghìn bên em bao ship bảo hành các bác 25 Ok chưa? Tặng kèm dây 4 dây kết nối, 4 dây ca lông kết nối tín hiệu nhá. Đó, và con này chỉ cam kết các bác hàng chính hãng này quá đẹp luôn. 24 tụ lọc nguồn. Đó. Được chưa nào? Sử dụng 80 V, 80V và 10.000 mi Và chạy đồng bộ toàn sò trường là GVK các bác nhá. Ok chưa ạ? Các bác có thể đánh một cặp 30 hoặc một cặp 40 cùng 76 một kênh thoải mái luôn. Ok chưa ạ? Và số lượng em có 5 chiếc bán chiên các bác đầu tiên. Các bác chốt nhắn tin qua số điện thoại giúp em 035291099 nhá. Xin thân ái chào về tất cả anh em nhá.